một mãi đây. Ui, ngập đầu. Ê, kéo nó mổ phát mắt nó sẽ lở. Đấy quota, giá thời điểm hiện tại là 120. Hai anh em đang xuống bàn quota để thu hoạch cho anh em. Đấy, trong cái buổi sáng thì thường thường là cái thời điểm này là cái thời điểm thích nhất này để đi gỡ chim. Đây là một con cò, cò lựa. Đấy, bàn quota thì hai anh em sử dụng đánh cái lưới mắt 7 phân, lưới cước chân xanh. Cái này là cái mẫu lưới tổng hợp, anh em đánh được cò này, chúng ta trích, cũng như là những cái con chim ví dụ rẽ run rẽ riết là đâm vào lưới này là cũng chết hết này. Con này con lửa thì giá trị kinh tế của nó cao nhất trong các loại cò đi đêm. 3.000, 5.000. Con này vào vụ là bán được 10.000 này. Còn cò lép thì giá nó rẻ. Lưới này giới thiệu cho anh em nhé, anh em nào nhu cầu mua thì liên hệ. Chiều cao của nó là 115 mắt. Đấy, lưới 7 phân, 5 diềm, 4 túi. Đấy, khi anh em mua bên cơ sở em thì rất là nhiều những cái ưu đãi được hỗ trợ. Ví dụ như thẻ tiếng này. Cái thứ hai nữa là tư vấn cách đánh này. Đấy, làm sao mà cho anh em mua một bộ đồ về đánh nó phải được chim. Cái này là chủ thụt nhất này. Đây là món cuốc. Cuốc này gọi là cuốc mái đây. Ui, ngập đầu. Ui. Ê, kéo nó mổ phát mắt nó sẽ lở. Đây cuốc ta, giá thời điểm hiện tại là 120. Đây là cuốc mái nhỉ? Bé tí. Ông không cầm gậy ông đập vào ruộng ao bèo. Cầm gậy đập vào ao bèo nhớ nào chú ý đấy sao? Mẹ rơi ra một đợt. Bèn. Ngủ như chết. Đến lúc dậy gỡ chim thì vất. Con này chắc nó dính lửa đêm quá. Quánh này con cuốc nào đến gần nó cà lại. Không, nó chỉ vào gần. Tiếng kiểu tiếng cuốc đêm nó không sung nhỉ. Tiếng này là tiếng kiểu gọi bầy. Đấy, tiếng cuốc anh em đánh thì ví dụ anh em thợ có tiếng rồi thì đánh cái tiếng đừng cà nhiều nhé. Thì có tiếng rác kêu này. Bởi vì cuốc đêm nó chỉ kêu như thế này. Béo múc nhỉ. Ui giời, nó cho một phát sữa đi mẹ tư cổ áo trôi xuống dưới quần kinh đéo chịu. Đánh quốc ta thì anh em đánh bằng cái loa bát nhôm nhá. Loa này thì giá của nó siêu rẻ nhưng mà tiếng đấy anh em nghe thực tế nó ra tiếng âm thanh chuẩn lắm, đanh tiếng. Cái này đánh này, hợp lý, ok. Đây, ra đây. Cho anh em xem nghe cái tiếng quốc ta. Quạc, anh em cứ đánh tiếng rác này là ok, hợp lý này, đánh đêm này. Ui, đánh đi. Con cuốc chạy này. Đập lên nhanh lên, đây đây, đây đây. Không có con chui trong áo béo anh em. Đâu rồi? Nó say tiếng là về chú áo béo này nhưng mà vừa rồi phun quả cháy nó chết chết. Ngay đây, đây đây, xong rồi, xong. Cái cuốc hay chích ấy. Đây. Con này khả năng nó lùi rồi. Cái nó chạy nhỉ. Đó. Đấy, đấy. Đó. Tối khả năng vẫn chết nhỉ. Rồi, có cầm bình vào. Bình này thì đi cuốc đi ở bé ở đây bé thôi đi. Cuốc này giống cuốc ta phải bé. Bé hay to thì vẫn giá đấy, cứ màu đỏ là một giá. Mặt lem là một giá. Lem to đít mẹ vẫn là tầm một.
Rồi ok nhá, hai anh em bây giờ di chuyển về nhà đây. Để báo cáo đối với các bác là bác nào mà lên lưới đánh quốc ta và cần lưới cũng như là loa đài âm thanh thì các bác liên hệ cho em. Để cái số điện thoại ở góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào nhá, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.